Tức là tôi thì sinh ra trong một cái gia đình cả bố cả mẹ đều là làm về lĩnh vực sân khấu. Ông bố thì là đạo diễn, mẹ thì là diễn viên. Mà cũng phải nói một chút là cả bố cả mẹ đều rất là thành danh ở trong cái lĩnh vực sân khấu. Cho nên là từ nhỏ ấy, thì tôi rất là yêu sân khấu. Sân khấu đối với tôi là cái gì đấy rất là tuyệt vời. Tại vì bạn có thể hình dung là nói một cách coi như là hơi hình 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 ảnh một chút, tôi đẻ ra ở trên sân khấu, đẻ ra trong cánh gà sân khấu ấy, thì tôi mới được vun đắp cái tình yêu sân khấu là từ những khi mà còn bé tí, chập chững biết đi, là ngồi trong cánh gà là xem mẹ diễn ở ngoài, rồi là xem bố đạo diễn dạy người ta diễn kịch ấy. Gần như là mình đi làm sân khấu nó như một cái việc đương nhiên, tại vì các cái kỹ thuật về sân khấu thì ngay là từ khi mình bé thì mình đã ở trong cánh gà, mình đã biết là nó sẽ phải như thế nào. Rồi là các cái bố cục của một cái sân khấu nó dài bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu thì đã từng thì đã nắm được. Rồi là các cái kỹ thuật phông phi cánh gà ra vào một cái cảnh cần phải chuyển như thế nào. Ví dụ như là trong một vở kịch bạn đang chuyển từ một cái phòng khách như thế này sang một khu rừng Trường Sơn chẳng hạn, phải làm thế nào để chuyển nó trong vòng khoảng 30 giây. Thì những cái kỹ thuật như thế là tôi nắm được từ khi lọt lòng. Thế nên là khi tôi làm sân khấu tôi thấy nó thú vị vô cùng, và mình làm rất là thuận lợi và trôi chảy là do cái đấy. Thế là tôi mới nói một chút là cái lúc ở sân khấu nó bắt đầu, tôi cái thời mà tôi vào được trường Yết Kiêu kỹ thuật ấy, thì sân khấu nó cũng bắt đầu xuống. Nó xuống thì bên cạnh đấy thì mình lại có một cái niềm đam mê mới, học mỹ thuật, học thích lắm, nó say sưa. Tại vì khi mà mình học thiết kế sân khấu ấy, thì nó cũng có những môn vẽ, cũng vẽ hình họa người này này, cũng vẽ mẫu nuôi này, rồi là cũng có những cái bài vẽ nội thất, thì nó cũng giống tranh thôi, vẽ một căn phòng, có một cái bàn, một cái lọ hoa thì nó cũng giống như là một bức tranh tĩnh vật chẳng hạn như vậy. Thế thì mình cứ tưởng thế là đủ, nhưng mà khi mình sang thế giới hội họa thì mình biết rằng là hội họa nó không đơn giản là như thế. Nó hấp dẫn và nó rộng lớn vô cùng. Thì mình mới là lúc mình cũng có một niềm đam mê mới, nên lúc ấy tôi mới dứt dứt khỏi cái việc làm sân khấu và chuyên tâm hoàn toàn vào cái việc vẽ tranh mỹ thuật. Thì anh cũng học và thực hành rất là nhiều những cái chất liệu, thì anh thấy những cái ngôn ngữ của từng chất liệu đấy nó khác nhau như thế nào? Khi tôi vào trường mỹ thuật thì khóa của tôi là khóa 38 của trường Yết Kiêu ấy, là cái khóa đầu tiên được thể nghiệm, tức là dạy tất cả các chất liệu cho sinh viên. Còn trước đấy thì sinh viên sẽ được phân khoa, ví dụ như là khoa sơn mài là chỉ học về chuyên về sơn mài thôi, khoa sơn dầu sẽ học chuyên về sơn dầu. Nhưng cái khóa của tôi là khóa nhà trường họ thử nghiệm, họ cho học tất cả lụa, cả sơn mài, cả sơn dầu, cả cả tranh khắc khắc sơn khắc đấy. Thì cũng có thể là mình cũng là một cái may mắn được vào cái khóa đấy, nên là tất cả các cái chất liệu đó mình đều nắm được, được dạy dỗ. Thì tôi mới thấy rằng là đúng là một chất liệu nó mỗi cái nó đều có một cái đặc tính riêng và nó khác nhau rất rất là nhiều. Nếu mà bây giờ nói thì nó rất là rông dài, không biết là nói từ đâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng là này cái người nghệ sĩ ấy, thì cái quan trọng nhất ấy, vẫn là cái bản bản thể của anh ta, cái điều anh ta quan tâm, cái tinh thần của anh ta muốn truyền tải qua tác phẩm. Và khi cái bản thể đấy nó đủ mạnh, nó sẽ chọn người nghệ sĩ đấy phải chọn một cái chất liệu phù hợp với cái ngôn ngữ mình định nói. Thế thì mỗi một chất liệu nó đòi hỏi một cái kỹ thuật, và cái kỹ thuật đấy là nó để nó đạt được cái hiệu quả của riêng nó mà không thằng chất liệu khác nào làm được. Ví dụ như là các thầy có nói rằng bây giờ nếu cậu vẽ bức sơn mài mà trông nó như sơn dầu là hỏng, mà ngược lại nếu cậu vẽ sơn dầu mà lại trông như sơn mài thì nó cũng hỏng. Tuy nhiên là sơn dầu nó phải bảo đảm được các cái hiệu quả của sơn dầu, sơn mài cũng thế mà lụa cũng vậy. Tức là khi anh sử dụng chất liệu gì thì nó phải có cái lý của nó, là vì sao anh dùng chất liệu này. Cơ thể thường là cái chủ đề ở trong tranh của anh, và những cái hình với những cái màu sắc rất là mạnh, các cái hình nhiều khi bị bóp méo đi, thì anh lấy cái nguồn cảm hứng đấy từ đâu và được ảnh hưởng từ đâu để vẽ như vậy?
có thể nói là nó theo một cái dẫn dắt nào đó của cảm xúc, những cái bóp hình đấy. Tại vì nếu mà nói về hình họa từ cái lúc mà cơ bản đến cái lúc mà anh vẽ ra một cái hình mà bóp, nó phải có nguyên nguyên cớ của nó. Thì tôi quan niệm rằng là cái bóp hình thì nó đầu tiên ấy là nó vẫn phải là cấu trúc của cơ thể. Tại vì cái cấu trúc của cơ thể ví dụ của chúng ta ấy, bản chất nó rất là đẹp, nó rất hoàn hảo. Thì khi chúng ta mà phá bỏ cái cấu trúc đấy đi thì nó vẫn phải dựa vào cái hoàn hảo, cái lý của cái cấu trúc đó. Đấy, theo cái quan niệm của tôi, vì tôi vẫn vẽ những cái tranh bóp hình rất nhiều, và có những tranh thì đúng hình cũng rất là chuẩn. Tại vì có những khi mình cảm xúc của mình hay cảm giác của mình về đối tượng ấy, ví dụ như mình gặp một người phụ nữ đẹp, họ có cái cấu trúc mà nó quá hoàn hảo rồi, mà cái sự hoàn hảo đó nó gây cảm xúc, thì mình phải trung thành với cái cảm xúc đấy. Khi mà mình vẽ thật là bởi vì mình trung thành với cái cảm xúc đấy. Còn khi mà mình bóp hình ấy, thì nó lại có một cái cảm xúc khác để bóp hình. Vì lúc ấy mình không muốn vẽ cụ thể cái cô đấy nữa, cái con người đấy nữa, mình muốn vẽ cái trạng thái. Thì cái sự bóp hình đấy nó phục vụ cho cái trạng thái, nó muốn toát lên cái trạng thái của cái nhân vật, hoặc là của cái bức tranh mình định, cái ngôn ngữ của bức tranh mình định đưa ra. Hồi mà anh em mình gặp nhau lần đầu ấy, lúc đó là anh đang có cái triển lãm về các cái tranh vẽ từ cái phim X-ray. Ừ. Và hồi đấy em nhớ là có nói chuyện với anh, rồi anh có nói về cái những cái bức tranh hồi đó, thì anh có thể nói lại cho em về cái series đấy không ạ? Được. Cái series đấy thì nó xuất phát từ một cái điều hết sức là tình cờ. Tức là tôi dùng những phim X quang tạo hình, và sau đấy gắn đèn ở bên trong giống như là cái hộp đèn của bác sĩ. Thì nó là một cái cơ duyên, tức là hồi đấy là mình bị ốm, mình phải đi chụp phim X quang. Thì lúc đấy là cái tâm trạng của mình là rất là chán, ốm, đau, mệt mỏi, đang khỏe mạnh tự nhiên nó đùng ra ốm, nó chán lắm, mà mình cảm thấy tại sao mình cái cơ thể mình nó già nua, nó thiếu sức sống, chán lắm. Thế thì hôm đấy đi chụp phim X quang để khám bệnh ấy, thì tình cờ lại ở phòng chụp phim gặp một mỹ nhân, một cô đẹp lắm, cô cực kỳ đẹp. Cô ấy cũng đi chụp phim X quang, cũng đi khám bệnh giống mình. Thế là cũng có tình cờ cái ông bác sĩ ông mới đưa cái phim X quang của mình lên ông xem, xong ông lại đưa cái phim X quang của cô ấy lên xem. Thì mình mới thấy rằng là ô, hai cái phim X quang này nó chả khác gì nhau. Tại vì mình không có chuyên môn của bác sĩ, mình chỉ xem bằng cái con mắt của người bình thường thì thấy nào cũng xương, sũng xương thịt, rồi là ruột, rồi các cái thứ bên trong nó lộ hết ra. Và lúc đấy thì nó không còn cái vẻ đẹp thẩm mỹ như là mình nhìn thấy cái cô gái đấy ở bên ngoài này nữa. Thế mình mới bảo là hóa ra là con người, cái bản chất ở bên cái kết cấu ở bên trong ấy nó rất là giống nhau. Thế thì mình về sau mình bắt đầu mới suy nghĩ rất nhiều về cái X quang đấy, và mình muốn nâng tầm nó lên, là nó không còn là cái phim chụp X quang nữa. Và cuối cùng thì mình đặt tên cái triển lãm là nội soi. Tức là mình nhìn ở bên trong, mình muốn nhìn vào bản chất của sự vật, sự việc và của con người. Thì lúc ấy mình mới phát triển cái bộ X quang của mình lên. Ví dụ như mình làm 11 cái nguyên thủ quốc gia của khối ASEAN của mình đứng bắt tay, mà nó có cái kiểu bắt tay như thế này, là chéo chéo nhau này này. Thế việc chúng ta sống ở trong một cái thế giới thì thật ra mọi quốc gia đều vì cái quyền lợi của mình, hoặc là đơn giản nhất là vì mỗi một con người hay là mỗi một quốc gia, họ đều vì cái quyền lợi của bản thân mà thôi. Thì hãy nhìn vào cái bản chất của cái việc, những cái cuộc họp đó, cái bắt tay đó, rồi là cái đám rước này, cũng là những cái tâm lý đấy mà bạn biết ấy. Thì tức là cái bản chất, mình muốn nhìn vào cái sự bản chất bên trong. Thì rồi là thì mình mới nghĩ là sâu chuỗi lại tất cả cái công việc của mình ấy, thì là mình cũng đều đi tìm cái bản chất đấy. Đấy, anh còn nói đến cái đám rước, thì trước đây là anh dùng những cái cơ thể, những cái nhân vật là những người, những cái body và những nhân vật từng người một. Thế đến đám rước thì lại là những cái đám đông. Vâng, thì anh cái sự chuyển đổi sang một cái đám rước này thì nó xuất phát từ cái này này, cũng lại
câu chuyện về bản chất mọi việc thôi. Tức là ngày xưa thì tôi thấy rằng là các cụ ta ngày xưa hay rước những cái con vật linh, ví dụ như rước con rồng chẳng hạn đấy, tức là một cái con vật linh thiêng, có thể là các cụ tưởng tượng ra, không có thật, nhưng mà nó đại diện cho một cái thế lực siêu nhiên, đại diện cho trời đất. Ví dụ các cụ rước một con rồng cúng tế là để mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, thì các cụ nghĩ rằng là con người chúng ta nhỏ bé không thể nào chiến thắng được cái vũ trụ này, cái thiên nhiên này, thì chúng ta phải tôn sùng nó, phải cúng lễ nó kia này khác. Thì sau đấy thì tôi mới nghĩ rằng là cái sự rước đấy cũng là một sự ước mong, đúng không? Ước mong được tốt đẹp. Tôi mới nghĩ rằng là cái bản chất đấy là gì? Bản chất đấy là ngày xưa các cụ tôn sùng thiên nhiên thật, tôn sùng cái con rồng đấy thật. Tôi nghĩ là như thế thì các cụ mới sinh ra những lễ hội như vậy, đám rước như vậy. Nhưng bây giờ ví dụ như tôi đi làm một cơ quan, chắc gì tôi đã tôn trọng ông sếp của tôi thật sự, nhưng tôi vẫn phải rước ông đấy. Vẫn phải rước ông đấy để vì cái mục đích nhỏ hơn, mục đích nhỏ nhặt của mình ấy. Thì tôi nghĩ là cái cuộc sống, cái đời sống xã hội con người ta bây giờ nó là như vậy, nên là tôi mới vẽ một cái đám đông xã hội để đại diện cho xã hội, chứ không phải là một cái con người nhỏ lẻ nữa. Họ rước nhưng không phải là rước con rồng nữa, mà rước những cái vật rất ba lăng nhăng. Thì đấy là cái những cái đám rước, những cái tranh tôi vẽ về cái chuyện, câu chuyện như thế. Cái triển lãm sắc phàm thể hiện những cái đám rước này đến với công chúng, thì lúc đó em nhớ là VTV cũng có quay phim phỏng vấn, Mỹ Linh có làm một cái chương trình rất là hay. Rồi sau đó thì lại em cũng đưa cái series đấy sang Mỹ, thì anh thấy sự đón nhận của khán giả trong nước như thế nào? Thì cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng khi mà người họa sĩ dừng bút thì cái tác phẩm đấy nó không còn là của anh ta nữa, và nó lúc ấy nó thuộc về mọi người. Thì có một nhiều người là họ sẽ xem và họ sẽ cảm nhận bằng cái riêng của họ. Thế nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là cái mà nếu như họ hiểu được đúng ý nghĩa của người họa sĩ muốn nói thì vẫn là tốt nhất. Chứ không phải bức tranh không có nghĩa rằng là nó thả nổi ra thì ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Tại vì cái ý tưởng đằng sau bức tranh ấy thì nó là tâm huyết của mỗi một người nghệ sĩ, và cái người nghệ sĩ nào đi chăng nữa thì cũng muốn là mọi người chia sẻ cái tâm huyết đấy với mình. Thế nhưng mà thế này này, tôi nghĩ rằng là có nhiều cái cách để tiếp cận với một ý tưởng, và có những cái ý tưởng thì nó đến một cách nó quá thô và nó quá sơ sài. Tôi nghĩ là cái tầng ý nghĩa nó quá theo có những cái bức tranh ấy, nó cái quá nông, cái tầng ý nghĩa nó quá nông mà kiểu như xem cái hiểu ngay ấy. Thì tôi có cảm giác là tôi không thích những cái thứ hội họa có ý nghĩa mà ý nghĩa lại chỉ như vậy. Thì quay lại những câu chuyện tại sao tôi vẽ, thì tôi muốn là cái ý mọi người nó ẩn, ý của bức tranh ấy, nó nên ẩn vào sau nhiều tầng ý nghĩa ở trong tranh. Chứ cái gì nó trẻ hoe ra thì nó, tôi nghĩ là nó không gây hiệu quả. Tôi nghĩ là nó còn thậm chí nó còn phản tác dụng. Gần đây thì anh sáng tác rất là nhiều những cái bức tranh nuôi của những người phụ nữ. Thì anh thấy khán giả đón nhận cái series tranh nuôi như thế nào? Mình hay nói vui với bạn bè, đã là tranh nuôi thì tất cả mọi người đều thích. Tức là nói một câu rất vui là như thế, mà không hiểu nó có chính xác không. Thế nhưng mà phụ nữ đẹp mà, cho nên là nếu mà để ngắm một cái vẻ đẹp ấy, thì ai cũng thích thôi. Thế nhưng mà nó có một câu chuyện, nếu mà bọn nó phải đón nhận ấy, thì vừa rồi cái triển lãm của tôi ở trong Thành phố Hồ Chí Minh là có 7 bức tranh bị loại. Và lý do họ nêu ra rằng của bảo tàng, tức là cái bộ phận duyệt của Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, nó gọi là Hội đồng Khoa học của Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì họ có trả lời chúng tôi bằng văn bản rằng là những tác phẩm của họa sĩ là không phù hợp với không gian triển lãm của bảo tàng. Thế thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái đón nhận, tôi cho rằng là mình phải chấp nhận. Nhưng mà mình có thể nói một cách nào đấy là nó không thỏa đáng, nó có sự không vui trong cái câu chuyện đấy. Thế còn tôi nghĩ rằng là những người khác ấy, thì thậm chí là những cái ví dụ như là những bức tranh nuôi của tôi là cũng được những nhà sưu tập họ để ý đến, họ sưu tập, thì tôi nghĩ rằng là đấy là họ phải thích. Thì chắc chắn họ phải thích thì họ mới rước về, ví dụ như vậy. Thì
Tôi nghĩ rằng là cái sự đón nhận ấy, ví dụ như cái câu chuyện của bảo tàng ấy, thì cũng có thể rằng là những người duyệt họ cũng không có đả động vấn đề gì với tranh khỏa thân đâu. Bản thân họ ấy, họ cũng có thể là họ cũng thấy thích hoặc là họ cũng thấy là đẹp. Nhưng mà nó sẽ ở hai phương án. Một là mình cứ phải nói thẳng là một rằng là họ cũng là những người có nghề, và đối với quan điểm nghề nghiệp của họ thì là có thể là mình vẽ xấu. Chất lượng nghệ thuật của mình không không đảm bảo. Nên là họ loại. Hai, đứng rằng là cái đề tài đấy nó có thể là quá nhạy cảm, và họ sợ rằng là có những công chúng đi xem. Ví dụ như bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh là một nơi công cộng, thì có thể có những em nhỏ chẳng hạn đến xem, và như thế là không phù hợp thì tôi cũng phải chấp nhận thôi. Điều đấy phải chấp nhận thôi. Rồi các nhà sưu tập tranh của anh thì thường là nước ngoài hay là nhà sưu tập trong nước? Bây giờ thì phần lớn là nhà sưu tập trong nước. À. Còn cái giai đoạn mà khoảng từ 2007 đổ về trước thì phải đến 99% là người nước ngoài. À. Thế nhưng mà bắt đầu từ những cái khoảng 2008 thì các cái người chơi tranh trong nước mình ấy, nó bắt đầu để ý đến đến việc sưu tập tranh. Thì có thể lúc ấy là tôi nghĩ rằng là họ thực sự quan tâm đến hội họa, và cũng có thể là do kinh tế tốt lên một chút thì họ mới có thể bỏ tiền ra để mua tranh. Và cộng với rằng là cái lượng khách nước ngoài ấy, không hiểu sao nó bị ít đi. Cái này thì cũng có nhiều người phân tích lý do, thì trong đấy thì cũng có một những lý do mà mình nghĩ rằng là ví dụ như tranh Việt Nam mình bị giả hoặc là bị sao chép hoặc là bị các họa sĩ lại còn tự nhân bản tác phẩm. Ví dụ như có những họa sĩ vẽ được bức này đẹp quá thì lại vẽ lại bức như thế, bán được rồi xong lại vẽ lại bức như thế. Chẳng hạn như tôi có những người, chuyện nó hơi tế nhị tí, nhưng có những người khoe với tôi rằng là ví dụ như là vẽ cái góc phố hàng chiếu chẳng hạn, hay là hàng mã chẳng hạn, xong rồi khoe tao đã bán 15 cái hàng chiếu rồi, bán 16 cái phố hàng bạc rồi đấy. Tức là họ nhân bản cách bừa bãi. Thì tôi nghĩ rằng là cái đấy cũng là một cái lý do. Rồi là tranh các cụ mình ngày xưa bị làm giả quá nhiều. Có những vụ tranh, những bức tranh trở về từ châu Âu gì đó, nó quá sôi động, nó quá công chúng, họ có phản ứng quá dữ dội. Thì có thể là làm cho các cái nhà sưu tầm tranh nước ngoài họ thận trọng. Họ thận trọng chăng? Thận trọng với cả tranh Việt Nam mình chăng? Nên là cái lượng khách mua nước ngoài giảm rất nhiều. Sắp tới thì anh dự định sẽ làm những cái tác phẩm gì hay những dự định gì mới? Dự định thì luôn có và rất là nhiều. Nó tức là bây giờ mình trong đầu mình có quá nhiều thứ, mình cứ tạm chia nó ra làm hai luồng. Một luồng là những tranh về tư, nó có ý nghĩa, nó mang một cái hạ bao hàm ý nghĩa. Hai là những cái tranh mà muốn đi tìm những cái ngôn ngữ mới của tạo hình. Tức là đầu tiên nó của tạo hình đã, nó của cái hình thức của nó ấy, nó phải có sự thay đổi. Thế thì có lẽ là trong cái giai đoạn gần đây nhất ấy, thì và còn ngoài cái ý nghĩa về về đời sống xã hội nói chung, thì nó có những cái mà mình muốn tìm hiểu kỹ về ngôn ngữ thuần túy của hội họa. Nó giống như trừu tượng nhưng mà nó mình có sẽ muốn đầu tư hơn, ví dụ như là tìm ra một cái tạo hình mới, ví dụ như vậy. Thế vì mình nghĩ rằng là cái nghệ thuật của mình đang theo đuổi không phải vô cớ, mà ngày xưa người ta gọi cái trường mỹ thuật là trường tạo hình, trường nghệ thuật tạo hình. Thì cái việc tạo hình nó gây rất nhiều cảm xúc, và nó làm cho cái người nghệ sĩ có thể làm được cả đời, làm mãi mãi không bao giờ hết. Và tự nhiên mình muốn khai thác những yếu tố của hội họa nữa, về chất cảm, về nét, thì đấy là những cái câu chuyện. Còn ví dụ như là vẽ một mẫu, hai mẫu hay ba mẫu, nhiều mẫu, thì nhiều khi nó lại là cái cớ để cho mình làm những cái điều đấy trong ngôn ngữ của hội họa.